Chào bà con, chào các bác. Hôm nay Phương bò về hai con bò mới nhé, hai con bò dòng F2, bò nhảy nhé. Đấy, toàn hàng gọi là bò nhảy đẹp tuyệt vời luôn. Em quay chi tiết để các bác xem và tham khảo. Nếu bác nào mà yêu thích hàng F2 bò cà nhảy thì liên hệ trực tiếp cho em này. Một con này là về là sẵn cho nhảy luôn nhé. Con này đã nhảy rồi và rất là đẹp luôn. Đấy. Em quay chi tiết từng con để các bác tham khảo. Còn con bò này là con bò lỡ nhé. Con này là được 11 tháng rồi. Đấy. Hai con này thật sự là rất là đẹp luôn. Em quay con đầu tiên cho các bác xem này. Đấy. Con này thì nó đã nhảy chuẩn rồi nhé. Đấy. Đẹp long lanh luôn. Đấy. Lối quá đẹp luôn, không một lỗi vết gì nhá. Đây, chân móng này, móng sò đẹp nhá, yếm này, đấy, lối rất là tây con luôn. Đây, mông này. Như cái mủng luôn nhá. Đấy. Riêng cái dòng F2 mà các bác mà tuyển bò nhảy là các bác phải chọn những cái con nó chân tay to một chút như này thì đến khi mình cho nó nhảy con bò con ra nó mới đẹp. Đấy. Con này thì chiều cao nó tầm cửa gần 1m4 nhé. Đây. Trên 5 tạ hơi. Đấy. 530 cân hơi. Đẹp tuyệt vời luôn. Đấy. Quá chất luôn, đỉnh cao luôn nhé. Đấy, con này bác nào mà yêu thích thì chỉ việc lấy về là cho nó làm luôn. Đấy, vì con này là về nó sẵn nó đã nhảy rồi nhá. Đấy, bác nào mà yêu thích thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Đây là con đầu tiên này. Bán cho các bác ngang giá hàng cân. Đẹp long lanh luôn. Đó. Đây, con thứ hai này, con bê lỡ nhá. Đấy. Màu như cái mủ luôn này. Đấy. F2 xịn nhá. Đấy, những cái dòng này về các bác mà làm bò nhảy thì đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, được 11 tháng. Những cái dòng này nó thuộc về dòng chân tây to cho nên là những cái dòng này là các bác làm bò nhảy nó ra con nó rất là đẹp luôn. Đây, đầu mặt này. Đẹp tuyệt vời luôn nhé. Đấy. Con này thì nó tầm cửa 360 cân hơi. Đấy. Dày cốp luôn. Đây cái mông này. Đi không. Đấy. Con này thì nó tầm cửa 1m25 nhé. Gần 1m3 đấy. 1m25 cao. Đây, chân đây này. Đấy, riêng cái dòng này các bác làm bò nhảy mới được này, vì cái dòng này nó là thuộc về dòng chân tay to nhá. Nó sẽ khỏe con bò, nếu bác mà mua cái dòng chân tay nhỏ thì về nó rất là khó nhảy. Đấy. Đẹp long lanh luôn. Đấy, con này thì về các bác có thể dâm làm bò nhảy. Nuôi thời gian thì các bác cho nhảy. Đấy. Quá chất lượng đỉnh cao luôn. Đẹp tuyệt vời luôn nhé. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng bò cà nhảy thì liên hệ trực tiếp cho em bắt hai con bò này nhé. Quá VIP luôn. Đấy. Toàn hàng đẳng cấp, đẹp tuyệt vời luôn nhé. Đấy, bác nào mà yêu thích con nào thì liên hệ trực tiếp cho em. Đấy. Đây, em quay lại con này các bác nhìn. Quá đẳng cấp luôn. Toàn loại bò nhảy chất lượng đỉnh cao luôn. Ít. Con này thì đã nhảy rồi nhá. Nhảy rất là chuẩn rồi.
siêu VIP luôn. Bác nào mà có nhu cầu mà yêu thích hàng F2 nhảy thì liên hệ trực tiếp cho em bắt hai con này nhé. Chào bà con, chào các bác. Hôm nay Phương bò về hai con bò mới nhé, hai con bò dòng F2 bò nhảy nhé. Đấy, toàn hàng gọi là bò nhảy đẹp tuyệt vời luôn. Em quay chi tiết để các bác xem và tham khảo. Nếu bác nào mà yêu thích hàng F2 bò cà nhảy thì liên hệ trực tiếp cho em này. Một con này là về là sẵn cho nhảy luôn nhé. Con này đã nhảy rồi và rất là đẹp luôn. Đấy. Em quay chi tiết từng con để các bác tham khảo. Còn con bò này là con bò lỡ nhé. Con này là được 11 tháng này. Đấy. Hai con này thật sự là rất là đẹp luôn. Em quay con đầu tiên cho các bác xem này. Đấy, con này thì nó đã nhảy chuẩn rồi nhá. Đấy, đẹp long lanh luôn. Đấy, lối quá đẹp luôn, không một lỗi vết gì nhá. Đấy, chân móng này, móng sò đẹp nhá. Yếm này, đấy, lối rất là tây con luôn. Đấy, mông như cái mủng luôn nhé. Đấy, riêng cái dòng F2 mà các bác mà tuyển bò nhảy là các bác phải chọn những cái con nó chân tay to một chút như này thì đến khi mình cho nó nhảy con bò con ra nó mới đẹp. Đấy. Con này thì chiều cao nó tầm cửa gần 1m4 nhé. Đấy. Trên 5 tạ hơi. 530 con hơi. Đẹp tuyệt vời luôn. Đấy. Quá chất luôn, đỉnh cao luôn nhé. Đấy, con này bác nào mà yêu thích thì chỉ việc lấy về là cho nó làm luôn. Đấy, vì con này là về nó sẵn nó đã nhảy rồi nhé. Đấy, bác nào mà yêu thích thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Đây là con đầu tiên này. Bán cho các bác ngang giá hàng cân. Đẹp long lanh luôn. Đó.